Thưa quý vị khán giả, khi đi khám bệnh mà bạn nhận được chỉ định của bác sĩ là phải cần thực hiện kỹ thuật chọc hút tế bào bằng kim nhỏ, thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ thắc mắc đây là kỹ thuật gì, có tác dụng ra sao và những loại bệnh nào cần phải thực hiện kỹ thuật này. Và để trả lời cho câu hỏi này thì hôm nay chương trình Alo Bác sĩ ơi của Báo Đồng Nai sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp cùng bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thu Hằng, phụ trách đơn vị giải phẫu bệnh tế bào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh quý vị nhé. Xin được chào bác sĩ. Chào MC Ngọc Huyên. Chào quý khán giả của Báo Đồng Nai. Dạ vâng, thưa bác sĩ Hằng, khi nào thì các bác sĩ sẽ đưa ra chỉ định chọc hút tế bào bằng kim nhỏ? Thì đây có phải là kỹ thuật mới được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh không ạ? Kính thưa chị MC và quý vị khán giả, thì thủ thuật chọc hút bằng kim nhỏ, đây là một thủ thuật xâm lấn tối thiểu mà chúng ta sử dụng một cái kim rất là nhỏ để lấy tế bào trong tổn thương hoặc khối u đó và có thể thực hiện dưới sự hướng dẫn của máy siêu âm. Và thủ thuật này được chỉ định khi mà các bác sĩ lâm sàng có muốn tìm hiểu về bản chất của tổn thương hoặc khối u đó là bệnh lý lành tính hay ác tính hay là một bệnh lý nào đó khác, để dựa vào kết quả đó mà bác sĩ có thể đưa ra một chẩn đoán chính xác trên chẩn đoán của từng người bệnh, theo dõi điều trị và đánh giá điều trị của bệnh nhân. Và thủ thuật này đã được Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh thực hiện trong những tháng gần đây. Kỹ thuật chọc hút tế bào bằng kim nhỏ thì không được xem như là một chẩn đoán chắc chắn, tại vì khi mà chúng ta lấy mẫu của tế bào, chúng ta chỉ lấy được một phần của tổn thương đó thôi, và cái phần tổn thương đó nó không mang tính chất đại diện cho toàn bộ tổn thương. Nên là khi mà bác sĩ lâm sàng nhận được kết quả của của tế bào này thì các bác sĩ sẽ dựa vào đó kết hợp với một vài phương thức khác trên lâm sàng để chẩn đoán và đưa ra kết quả chẩn đoán chắc chắn nhất trên từng người bệnh. Và khi mà bác sĩ giải phẫu bệnh đọc kết quả thì họ chỉ đọc những kết quả, những tế bào mà chúng ta được lấy ra mà thôi. Thưa bác sĩ, khi thực hiện kỹ thuật này, có phải là các bác sĩ sẽ dùng một xi lăng gắn với một kim dài rất nhỏ để hút tế bào từ khối u ra đúng không ạ? Vậy thì nó có gây đau hay biến chứng nào cho bệnh nhân không? Và có phải bác sĩ nào cũng thực hiện được kỹ thuật này không ạ? Bản chất của việc thực hiện cái việc chọc hút này, chúng ta đã sử dụng một cây kim rất là nhỏ. Mục đích là để hạn chế tối đa sự xâm lấn và gây tổn thương cho người bệnh. Tất nhiên thì thủ thuật này nó vẫn sẽ gây đau, nhưng mà cơn đau không đáng kể và người bệnh vẫn có thể chịu đựng được. Và biến chứng hay gặp nhất của chọc hút tế bào bằng kim nhỏ là chảy máu, nhưng mà chảy máu rất là ít, thường sẽ tự cập ngay sau khi chúng ta chọc hút luôn hoặc là sau vài phút. Thủ thuật chọc hút tế bào bằng kim nhỏ thì có thể được thực hiện bởi rất nhiều bác sĩ đã được đào tạo và có chứng chỉ đầy đủ như bác sĩ giải phẫu bệnh tế bào, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và ngay cả bác sĩ lâm sàng. Và các bác sĩ đó bắt buộc phải có một cái khối lượng công việc nhất định để duy trì được cái năng lực của mình, tại vì thành công của thủ thuật này phụ thuộc rất nhiều vào việc lấy tế bào của bác sĩ đó. Dạ vâng, vậy thì để thực hiện kỹ thuật này, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã chuẩn bị những cái trang thiết bị cũng như là con người như thế nào thưa bác? Để thực hiện thủ thuật chọc hút tế bào bằng kim nhỏ thì Bệnh viện Long Khánh đã chuẩn bị rất nhiều và đầy đủ một thời gian rất là dài. Thứ nhất là về con người, bệnh viện đã cử bác sĩ cũng như kỹ thuật viên đi đào tạo và nâng cao trình độ tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là về trang thiết bị, bệnh viện đã chuẩn bị cho chúng tôi một phòng thủ thuật. Phòng đó đầy đủ thiết bị để thực hiện thủ thuật và một máy siêu âm. Phòng thứ hai đó là phòng kỹ thuật, sẽ được chuẩn bị những cái thuốc nhuộm và dụng cụ nhuộm tế bào. Và phòng thứ ba là phòng đọc kết quả, ở đó chúng tôi được trang bị kính hiển vi, máy in và máy in màu để trả lời kết quả cho bệnh nhân. Và kết quả có thể được trả cho bệnh nhân trong ngày hoặc là hẹn 1 tới 2 ngày sau. Dạ vâng, bác Hằng có thể cho Ngọc Quyên hỏi về cái chi phí của cái thực hiện kỹ thuật này như thế nào và có được bảo hiểm y tế chi trả không ạ? Hiện tại thì tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, thủ thuật chọc hút tế bào bằng kim nhỏ vẫn phải thu phí dịch vụ
Trong thời gian tới đây, bệnh viện đang hoàn tất một vài cái thủ tục cần thiết để hướng tới thanh toán bảo hiểm y tế cho bệnh nhân nhằm giúp tiết kiệm chi phí cũng như thời gian cho quý bệnh nhân ở tại bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và cũng như những khu vực lân cận khi tới khám bệnh tại đây. Thưa quý khán giả, như vậy chụp hút tế bào là kỹ thuật đơn giản, dễ thực hiện, không để lại tai biến hay biến chứng gì, nhẹ nhàng như đi lấy máu xét nghiệm thôi ạ. Do đó, không may cần phải thực hiện kỹ thuật này thì chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng thưa quý vị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thu Hằng đã dành thời gian tham dự chương trình của chúng tôi. Xin được cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn chị MC Ngọc Huyên. Cảm ơn khán giả của Báo Đồng Nai. Xin được cảm ơn Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã phối hợp cùng Báo Đồng Nai thực hiện chương trình này. Xin nhắc lại với quý vị khán giả, chương trình Alo Bác sĩ ơi của Báo Đồng Nai sẽ được phát sóng trên các nền tảng số của Báo Đồng Nai vào lúc 9 giờ sáng thứ ba hàng tuần. Xin mời quý vị cùng đón theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.